Tháng 4 năm 2022, Viettel Hưng Yên phối hợp với Sở Công Thương triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại một số chợ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, mô hình chợ 4.0 đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số trên địa bàn. Cũng như nhiều tiểu thương khác tại chợ Phú Hiến, thành phố Hưng Yên, cả năm nay chị Hạnh đã quen với việc nhận tiền từ khách hàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR code Viettel Pay nhanh chóng thuận tiện. Nhiều khi người ta đi chợ người ta không mang ví thì có thể là quên ví hoặc là người ta dùng bằng thẻ thì nó dễ chi trả hơn mà không phải trả lại tiền lẻ nữa. Trong chợ Phú Hiến mình mà cứ 10 hộ kinh doanh thì phải đến 8 hộ có mã QR đấy. Với hình thức giao dịch này, người bán hàng tiết kiệm được thời gian thanh toán, không lo tính nhầm, tính thiếu hay bị trang trộn tiền giả, tiền tách. Ngược lại, khách hàng dù quên mang tiền mặt vẫn có thể mua được mọi mặt hàng, đồ ăn, thức uống, quần áo, vải vóc, hoa cây cảnh chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có đủ số dư trong tài khoản. Chợ Phú Hiến này em thấy thay đổi rất là nhiều bởi vì từ những cái cô bán hoa hay là những bác bán quả trung trung tuổi là mọi người cũng đã biết sử dụng tài khoản và biết quét mã check tài khoản rồi. Đấy, thế nên là cái việc thanh toán của mình thì rất là tiện lợi bởi vì là nhiều khi là mình không mang tiền mặt trong người thì lúc nào mình muốn mua cái gì thì mình cũng có thể thanh toán được luôn, kể cả từ mớ rau. Toàn tỉnh hiện có 7 mô hình chợ 4.0, trong đó thành phố Hưng Yên có 2 chợ là chợ Gạo và chợ Phú Hiến. Huyện Khoái Châu có chợ Phủ và chợ Đông Tảo, huyện Văn Giang có chợ Mễ Sở và chợ Văn Giang, huyện Yên Mỹ có chợ Đình Trà, xã Tài Phạm. Tại mỗi mô hình chợ 4.0 có 50-100 tiểu thương tham gia thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng thanh toán của Viettel. Ngoài ra, tại các chợ, tiểu thương còn thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các tài khoản ngân hàng. Từ cái hồi có cái mã QR này mới chuyển tiền rồi, giao dịch rất thuận tiện. Kết quả và số lượng tiểu thương sử dụng đến thời điểm hiện tại trung bình khoảng 80-90% là tiểu thương đã và đang sử dụng cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ thanh toán điện tử đạt 50% theo chỉ đạo của chính phủ, việc thanh toán số cần được đi vào từng giao dịch trong cuộc sống thường nhật, từ thành thị đến nông thôn, đặc biệt là phục vụ cho các hoạt động thanh toán hàng ngày. Do đó, việc triển khai số hóa thanh toán tại chợ là một trong những giải pháp để có thể đạt được mục tiêu này một cách bền vững.